Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới học Đại Thừa, nương vào Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bồ Thí Ba La Mật Đa mà khởi tưởng thế này. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với Thánh Đế khổ, làm cho lớn, làm cho nhỏ. Đối với Thánh Đế tập diệt đạo, cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ. Đối với Thánh Đế khổ, làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán. Đối với Thánh Đế tập diệt đạo, cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán. Đối với Thánh Đế khổ, làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với Thánh Đế tập diệt đạo, cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với Thánh Đế khổ, làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với Thánh Đế tập diệt đạo, cũng làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với Thánh Đế khổ, làm cho có sức, làm cho không có sức. Đối với Thánh Đế tập diệt đạo, cũng làm cho có sức, làm cho không có sức. Thì Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy do khởi tưởng này, nên chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới học Đại Thừa, nương vào Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa mà khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với bốn tịnh lự, làm cho lớn, làm cho nhỏ, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ, đối với bốn tịnh lự, làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán. Đối với bốn tịnh lự, làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với bốn tịnh lự, làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với bốn tịnh lự, làm cho có sức, làm cho không có sức. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng làm cho có sức, làm cho không có sức. Thì Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới học Đại Thừa, nương vào Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa mà khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với tám giải thoát, làm cho lớn, làm cho nhỏ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ. Đối với tám giải thoát, làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biên xứ, cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán. Đối với tám giải thoát, làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biên xứ, cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với tám giải thoát, làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biên xứ, cũng làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với tám giải thoát, làm cho có sức, làm cho không có sức. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng làm cho có sức, làm cho không có sức. Thì Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới học Đại Thừa, nương vào Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa mà khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với bốn niệm trụ, làm cho lớn, làm cho nhỏ, đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ. Đối với bốn niệm trụ, làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán, đối với bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán. Đối với bốn niệm trụ, làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với bốn niệm trụ, làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, cũng làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với bốn niệm trụ, làm cho có sức, làm cho không có sức. Đối với bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, cũng làm cho có sức, làm cho không có sức. Thì Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mới học Đại Thừa, nương vào Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa mà khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với pháp môn giải thoát không, làm cho lớn, làm cho nhỏ. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ. Đối với pháp môn giải thoát không, làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán. Đối với pháp môn giải thoát không, làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với pháp môn giải thoát không, làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng làm cho rộng, làm cho hẹp.
đối với pháp môn giải thoát không làm cho có sức, làm cho không có sức. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng làm cho có sức, làm cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát mới học đại thừa, nương vào bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bồ thí ba la mật đa mà khởi tưởng thế này. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với năm loại mắt làm cho lớn, làm cho nhỏ. Đối với sáu phép thần thông cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ. Đối với năm loại mắt làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán. Đối với sáu phép thần thông cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán. Đối với năm loại mắt làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với sáu phép thần thông cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với năm loại mắt làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với sáu phép thần thông cũng làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với năm loại mắt làm cho có sức, làm cho không có sức. Đối với sáu phép thần thông cũng làm cho có sức, làm cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát mới học đại thừa, nương vào bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa mà khởi tưởng thế này. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với 10 lực Phật làm cho lớn, làm cho nhỏ. Đối với 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ. Đối với 10 lực Phật làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán. Đối với 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán. Đối với 10 lực Phật làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với 10 lực Phật làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với 10 lực Phật làm cho có sức, làm cho không có sức. Đối với 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng làm cho có sức, làm cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát mới học đại thừa, nương vào bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa mà khởi tưởng thế này. Bát nhã ba la mật đa như thế, đối với pháp không quên mất, làm cho lớn, làm cho nhỏ. Đối với tánh luôn luôn xả, cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ. Đối với pháp không quên mất, làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán. Đối với tánh luôn luôn xả, cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán. Đối với pháp không quên mất, làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với tánh luôn luôn xả, cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng. Đối với pháp không quên mất, làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với tánh luôn luôn xả, cũng làm cho rộng, làm cho hẹp. Đối với pháp không quên mất, làm cho có sức, làm cho không có sức. Đối với tánh luôn luôn xả, cũng làm cho có sức, làm cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành bát nhã ba la mật đa. Hết quyển thứ 175.